4 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp ông Đặng Như Quỳnh, thường trú tại Hà Nội, để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Ông Quỳnh bị bắt sau khi đăng tải một số thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân về việc một lãnh đạo doanh nghiệp sắp bị bắt. Theo Trung tướng Sô, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai đồng bộ lực lượng, kiên quyết phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường. Qua điều tra xác minh các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện ông Đặng Như Quỳnh có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên, có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của nhà nước. Do đó, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh. Hiện cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được các công an đơn vị, địa phương tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo, ông Sô cho biết. Ông Đặng Như Quỳnh được biết đến là một Facebooker có lượng lớn người theo dõi. Những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cá nhân của ông thường có nhiều người quan tâm, chia sẻ. Những ngày vừa qua, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh, ông Đặng Như Quỳnh đã đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân cho rằng thời gian tới, Bộ Công an sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán tương tự như hai vụ án này. Những thông tin thật thiệt trên được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn người chơi chứng khoán. Việc này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các nhà đầu tư chứng khoán và góp phần làm giá cổ phiếu của những công ty, doanh nghiệp bị điểm tên trên Facebook giảm giá liên tục. Nhiều nhà đầu tư bức xúc bởi tài khoản chứng khoán của họ lỗ nặng do những thông tin thất thiệt được đăng tải trên nhiều diễn đàn. Trước diễn biến trên, Trung tướng Tô Ân Sô đã lên tiếng khẳng định một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng về việc xử lý sai phạm nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác. Những thông tin này tập trung đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Nghiêm trọng hơn, một số trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi còn đăng tải thông tin cho rằng Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ khởi tố, xử lý những cá nhân doanh nghiệp này. Việc đưa thông tin thất thiệt đã tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín, kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, Trung tướng Sô cho biết do đó bộ công an đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thu thập củng cố tài liệu chứng cứ kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của tất cả những cá nhân có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định lành mạnh Trước đó, tháng 3 năm 2020, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cũng triệu tập làm việc với chủ Facebook Đặng Như Quỳnh, chú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, để làm rõ hành vi đăng tải hơn 200 bài viết chưa được kiểm chứng, sai sự thật về dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trên cả nước. Những bài viết này có từ vài trăm đến hàng nghìn lượt thích, chia sẻ, bình luận đã trở thành điểm nóng, nguồn phát tán thông tin thất thiệt, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội trên mạng. Tại cơ quan an ninh, Đặng Như Quỳnh đã khai nhận thu thập thông tin nóng về tình hình dịch bệnh từ nhiều nguồn chưa được kiểm chứng, sau đó đã chỉnh sửa, lồng ghép quan điểm cá nhân, tạo thành tin thất thiệt. Một số bài viết kèm theo hình ảnh văn bản của cơ quan chức năng khi chưa được công bố chính thức về thông tin người nhiễm COVID-19 hoặc cần đưa vào diện cách ly đã làm ảnh hưởng đến công tác chủ động phòng chống dịch tại một số địa phương. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp kiên quyết phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác gây bất an ninh an toàn thị trường. Qua điều tra xác minh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện, Đặng Như Quỳnh, sinh năm 1980, trú tại khu đô thị Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi sử dụng mạng xã hội, đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên. Có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán nhà nước. Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Công an điều tra tội phạm công nghệ cao đã tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh là đối tượng thực hiện tội phạm quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Hiện, Cơ quan Công an điều tra đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật mọi hành vi đưa tin thật thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát hiện xử lý nghiêm minh trong thời gian sắp tới